chào cả nhà nha. Hôm nay lại có ông phụ hồ ở nhà nên ông phụ trộn hồ được. Mọi ngày không có ông phụ hồ ở nhà thì trộn một mình nên là chỉ không có quay được cho cả nhà xem. Bữa nay là có ông phụ hồ ở nhà rồi. Ông cứ ngày nào cũng trộn cho gà ăn rồi đẩy ra cho gà ăn. Vậy sẽ đáp bằng ba này. Đây là o vậy là hơi này. Ở đây lư rồi. Lư mà buôn dây rồi. Buôn dây ọt là lư là hốt. Khơn mà buôn cái đứng xa át này. Ọt vô bên nhóm oi kê ấy. Ọt vô bên đây bên đây. Ọt vô bên nhỉ. Ọt vô bên nhóm oi kê xanh. Thôi. Là vô bên đây mùi tiết. À vô bên đây mùi tiết thôi. Ở đây ọt là o chào sân, dễ thật ấy. Xin lỗi cả nhà nha, mình cũng đang nói đùa với cô học trò. Cô học trò bảo là chồng không tốt, bỏ vợ từ hôm nay không quan tâm đến. Bảo rằng không tốt thì mình sẽ bỏ luôn đi, cho lấy chồng khác. Anh, vô mui, ơi mon. Tất hợp, lên. Ơ, ôi mơ thi được ớt rồi. Các bạn nhìn thấy bữa nay cái màu bả đậu Trang trộn rất là vàng. Bữa nay Trang pha thêm một ít cắm gạo cả nha. Trang pha thêm cắm gạo, chế phẩm rùa lính đen, bắp, bả đậu. Đấy, lại tiếp tục cho mấy em gà ăn đây. Bữa nay có cô học trò phụ rồi, phải dẫn đường đi trước nên không là mấy em gà tông luôn không đi được cả nha. Trời ơi, gãy cái cửa kia luôn rồi hả anh nữa. Trời ơi, vậy tháo bỏ luôn đi. Trang đang chuẩn bị làm thêm chế phẩm cả nha, nên cô hơi bệ bộn sáng giờ. Mất thu gọn sau để làm chế phẩm. Dẹp cái cửa luôn đi. Chết luôn hả? Trời ơi, sáng giờ anh không dẹp bở, nó đè chết luôn. Kệ đi, đẩy đi đỡ đi. Chút nó vô gỡ. Nhanh đi, nó dí con nhỏ kia. Trời ơi, đến nay nó dí kìa. Bay bụi luôn. Bay bụi luôn. Dưới cái xe anh em không đi quay được luôn nè. Trời ơi, cái cửa. Các bạn xem nó phá cái cửa sụp luôn này. Trời ơi, các bạn nhìn xem nè. Bữa nay nó dí. Bay bụi luôn. Ôi, chừng cán nó chết đó anh. Khơi này. Đứng sờ lăn chân ngọt vậy. Mau là hết. Không dụ tắm hết ra hả anh? Rồi. Dụ hết đường luôn rồi. Khỏi luôn đi, khỏi đi, kệ đi, chút kêu dụ. Giờ vậy sao dụ? Dụ chỗ nào? Kệ đi, đổ luôn đi. Lát sẽ cừ thôi, không sao đâu. Ôi lát bình đằng vậy chứ. Thank you.
Thế bữa nay Trang cũng quay đàn gà cho cả nhà xem mà biết sao nó bị mờ mờ, không nhìn rõ lắm ấy. Trang không quen quen xài cái máy iPhone. Bữa nay thì Trang lấy cái máy của Trang về rồi bảo hành xong rồi các bạn. Trang quay cho cả nhà xem nha. Nó sẽ kỹ hơn. Các bạn nhìn thấy đàn gà này y như một đàn gà khác luôn các bạn. Màu lông rất là đẹp luôn, cực kỳ là đẹp. Các bạn thấy khi gà nó ăn chế phẩm nó sẽ lông rất là mướt luôn cả nhà, độ phát triển rất là ok luôn. Lúc trước Trang cũng cho ăn nhưng mà cho ăn sâu trực tiếp cả nhà, không có cho ăn chế phẩm. Còn đợt này Trang làm chế phẩm cả nhà, thấy nhìn gà nó rất là đều nhau luôn, cực kỳ là đều nhau luôn, con nào nó cũng ăn được hết, rất là đều nhau. Một xe nữa đi anh. Mệt hả? Các bạn hãy so sánh khác biệt giữa mình cho con gà mà ăn trực tiếp con sâu với con gà mà ăn qua chế phẩm á, thì nó trước mắt thì Trang thấy là nó phát triển con gà nó tốt hơn. Và những con gà mình, nếu như con gà yếu các bạn mà trộn sâu với bã đậu với cám cho ăn á, thì những con gà khỏe nó sẽ dành sâu nó ăn được, còn những con gà yếu nó không bao giờ dành sâu ăn được các bạn. Nên là gà nó sẽ không, cũng một phần nó không đều nhau. Còn các bạn làm thành chế phẩm rồi thì nó sẽ ăn đều nhau hết, các bạn trộn nó hòa quyện với nhau rồi thì nó sẽ ăn đều nhau hơn, gà nó lớn đều hơn luôn các bạn, con nào cũng ăn được hết. Trước khi Trang cho ăn gà một lần ăn là phải tầm 3 manh, còn bữa nay thì chỉ cần một manh bự thì là gà đủ các bạn. Thì bữa nay gà còn không được nhiều lắm, còn có mấy trăm con thôi. Nhìn đàn gà rất là ghiền luôn đó nha. Thực sự Trang thấy ông anh của Trang nuôi gà cũng rất là lâu rồi các bạn, nuôi gà cực kỳ là lâu luôn. Thì thường thường ở đây người ta nuôi công nghiệp là nhiều, đa phần là cho ăn thuốc tăng trọng là nhiều, gà rất là nhìn nó mập các bạn, mập nhưng mà màu lông cũng không được đẹp như vậy đó các bạn. Thịt con gà nó không chắc, không chắc như con gà của mình đâu. Còn các bạn làm chế phẩm cho gà ăn, các bạn cứ để ý đi, nó sẽ vừa đỡ hao được cái dinh dưỡng cho gà mà vừa đỡ được dịch bệnh cho gà rất là nhiều luôn cả nhà. Các bạn nhìn thấy đây là mùa Bắc rồi, rất là lạnh luôn, thời tiết rất là lạnh mà các bạn nhìn thấy gà của Trang cực kỳ là khỏe. Mới đây nhanh thật, lúc Trang bắt đầu làm YouTube thì đàn gà này Trang mới vừa bắt về luôn các bạn. Trang mới vừa bắt về, Trang có quay cho cả nhà mình xem. Thì nay cũng gần chứ cũng được 5 tháng rồi các bạn. 5 tháng, bà gà này được 5 tháng rồi. Thì các bạn có theo dõi cái clip của Trang thì các bạn hãy xem là những cái clip từ ban đầu Trang nuôi, từ lúc Trang bắt gà về, Trang quay đến ngày hôm nay, bà gà này Trang xem nó độ phát triển như thế nào nha. Những bầy gà trước Trang nuôi các bạn nhìn thấy cái màu lông nó không đẹp được như cái bầy gà này đâu. Trang thấy nó không bằng bầy gà này thật sự.
Đúng là cái chế phẩm này nó cực kỳ hay luôn đó nha. Đằng kia chẳng cũng có một cái manh nhỏ gà đang ăn đằng kia. Lấy miếng cười à. Các bạn nhìn xem nè. Đứng im, đứng im, đứng im. Đây. Dê mà cái ức con gà rất là mập luôn các bạn. Mập lắm luôn. Các bạn nhìn thấy khi mà Trang đổ chế phẩm ra gà ăn rất là mê luôn. Còn Trang đổ bắp ra các bạn nhìn thấy nó còn bắp rất là nhiều luôn, gà không thèm ăn luôn. Bữa nay Trang phải mua bắp nhuyễn để trộn chung với trong cái bã đậu với chế phẩm để cho gà ăn. Nếu không gà nó không ăn bắp là thịt nó không vàng các bạn. Không mê ăn chế phẩm mà nó bỏ bắp là thịt nó không vàng. Bắt buộc mình phải cho ăn bắp nha cả nhà. Từ lúc Trang học cái chế phẩm bên thầy Hùng về là Trang không hề dùng bất cứ một cái men tiêu hóa cho gà luôn á. Trang chỉ lấy cái chế phẩm này Trang pha chút xíu vem, vem cấp 2 để cho gà uống thôi các bạn. Nhìn rất là ghiền luôn. Nhà nào ra nhìn bầy gà cũng rất là ghiền nữa nha. Xem độ phát triển của nó hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày. Các bạn nào có thắc mắc về chế phẩm thì lý do tại sao mà cái chế phẩm mà nó có tốt hay không, hoặc cái lượng hay không thì các bạn hãy xem trên bài gà của Trang nha. Bất cứ những gì Trang áp dụng vô thành công thì Trang mới chia sẻ đến cộng đồng mình. Còn cũng có nhiều chị lên cái kênh của Trang, chị ơi cũng sao nghĩ làm cái gì thì Trang mong rằng các bạn hãy tìm hiểu sâu về con sâu canxi này. Rất là nhiều chị lên cái kênh của Trang hỏi chị ơi con sâu này làm gì, em nhìn không biết từ nào mới thấy luôn. Tại vì các bạn có thể vô Google các bạn search sâu canxi thì các bạn sẽ biết nó để làm cái gì, nó hữu ích như thế nào nha. Nhiều khi Trang nói thì các bạn cũng không hình dung ra được, các bạn hãy vào đó search và tìm hiểu. Trên kênh VTV16 người ta cũng nói rất là nhiều về con sâu canxi này, một vật nuôi rất là hữu ích. Rồi buổi sáng Trang làm cái clip sơ sơ chia sẻ đàn gà của mình cho các nhà xem vậy nha. Bye bye và còn cho các bạn. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!